Em chào cô bác chị em ha. Thì dạo gần đây thì cũng có nhiều cô bác chị em kêu mình quay cái chỗ mà đấu cái củ phát vô trong cái người kia bánh đà, người kia bánh chén ha. Thì hôm nay sẵn gáp cái 4 tỳ 86 thì quay cho cô bác chị em xem luôn. Bởi vì giờ nói về phát điện thì mình kinh nghiệm rất nhiều ha. Mình không dám khoe khoang là mình biết nhiều hơn người ta, nhưng mà nói về phát điện là mình biết 100%. Thì cái độ chính xác cần thiết nhất của cái phát điện này chạy nó êm nó bền á, là mình đấu cái cục này cho nó ngay quá chưa. Nhưng mà muốn ngay á thì mình phải cần cái đầu trâu ghim. Cái đầu trâu ghim này thì nó nguyên bản của nó rồi, nó 3 tấc mốt. Thì mình mua củ phát 3 tấc mốt mình đưa vô thì nó ngay là 100%. Nên là yếu tố quan trọng nhất là cô bán chị em là phải thì làm sao cho nó chỉnh cái chỗ bánh đà này. Mỗi một cái động cơ á, cho một cái bánh đà nó nặng khác nhau, chứ nó không như nhau quá nha. Cho nên là mình làm lâu mình mới có kinh nghiệm, đường dài mới biết nữa hay. Thì bảo hành quá 1 năm thì nó dễ rồi, 1 năm thì không hư đâu. Nhưng mà 1, 2, 3 năm sau, khi mà bị sự cố, khi người ta gã ra chạy nó cọ ruột này ha, nó cháy ruột, chạm ruột, thì cái vấn đề đó là cái người mua là cái người thiệt thòi nhất. Mình đã mua rồi 1, 2 năm rồi, đổ thừa ai vậy đây. Vì lý do là cái máy mình là nó chạy bá dê chứ nó không xài bạc đạn. Nếu như bạc đạn thì mình chạy 1, 2 năm mình thay bạc đạn thì ok. Còn máy mình bá dê là nó sẽ có độ nhẹ quá nha em ha. Nó sẽ có độ là nhẹ, chứ nó không phải như là cứng như bạc đạn được. Đấy, nó có độ dung sai chút xíu. Thì nếu như trường hợp mà gặp quá chị em xài nhớt nhau kỹ á, thì bá dê lâu mòn thì độ dung sai nó ít. Còn nếu như nhiều quá chị em mà xài hạ tiện á, mình xài dầu nhớt không có đủ chất lượng. Mình đây mình không nói riêng gì hãng nào, và mình cũng không có nói quá chị em phải xài hãng nhớt nào. Nhưng mà quá chị em thấy loại nhớt nào mà quá chị em thấy tốt thì quán chị em xài nó. Thì cái độ dung sai của cái cốt này 2-3 năm sau nó sẽ nhẹ một vài chấm, một vài gạch. Thì cộng thêm quán chị em canh cái bánh đà này với cái ruột này nó không ngay thì nó sẽ cọ, nó cọ nhẹ. Thì nó cọ nhẹ kích đuôi thì nó cho nhẹ kích đuôi thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho là cháy kích nó, người nó ảnh hưởng đó là hư mạch. Nó nhiều vấn đề quá chị em, nó nhiều vấn đề lắm ha. Ngoài cái việc mà đấu ngay ra thì phải làm cho đẹp. Mình không có, em không có khen em làm đẹp nói em, nhưng mà hết khả năng của em là như vậy ha. Đó, lá thép 3 tấc 2 tấc 62, chính xác 2 tấc 62, để vô vừa bon ha. Quá chị em không nên tị nhẹ tay nha, mà cũng không nên tị nặng tay hả. Vấn đề cái chiều dài, lúc trước á mình có canh cái khứa cá chỗ này, nhưng mà sau này á mình không có canh nữa. Tại khi mình canh thì mình thấy nó không đẹp, cho nên mình không canh nữa, mà mình đặt thẳng là bên công ty người ta làm theo kích cỡ của mình ha. Thí dụ cho cái thằng 4T86 này, thí dụ nha, 4 tấc 3, và bánh chén mình cặp thêm bao nhiêu, chiều dày bao nhiêu, là mình đặt ví dụ như 5 cục dành cho 4T86. Mà muốn được như vậy thì hơi bị khó quá cho em hả. Hơi bị khó là đối với nếu mình nhập số lượng thì có thể được, còn nếu nói gì mình nhập 2 cục thì chắc chắn là không. Ê, cho nên là ở đây là mình đặt theo tiêu chuẩn của mình 4 tỳ 86, làm bánh chén đưa vô ngay bon ha, gắp cái vỏ vô thở nửa ly ok ha. Thì bạc đạn ở đây á, thì bạc đạn ghim của củ phát là bạc đạn này, để cô bác chị em xài bền lâu, bền em thấy rõ không đấy.
Thì cái này thì thêm cũng không có bao nhiêu tiền quá chị em, trăm ngoài à, nhưng mà có anh chị em xài bền lắm. Thì ở đây á thì mình có sơn một cái lớp chống sét như vậy, 5-10 năm sau mở ra mà thấy cái dấu chống nước sơn là cái lỗi bên mình nhé. Đây là cái của mình để làm, không biết anh em khác làm sao. Nếu như thời gian mà mở ra cọ cái này 10 năm sau mình sẽ chịu nhiệm, 10 năm sau nhá mình sẽ chịu nhiệm. Tại vì cái độ dung sai của cốt nó không nhẹ thể nhiều để mức độ mà để mòn được cái này, trừ khi cô bác chị em đấu không ngay đó quá chị em ha. Dễ thôi, đơn giản đấy, chứ không phải là mình a phù mà mỗi một cái động cơ nào mình cũng tháp cái bánh chéo nó dày một đống, coi cái cốt mình bị lớn quá chị em ha. Mình làm phải để sau này anh em người ta xài cho lâu bền đấy, thì đơn giản như vậy thôi. Ở bên mình thì bán động cơ rất nhiều năm cho nên là đánh giá một con máy để chạy cái bộ phát điện thì nó đơn giản. Mình với một vài anh em khác, mình không nói riêng mình nha, mình với một vài anh em khác cũng làm phát điện như mình, cũng bán động cơ như mình rất nhiều năm, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn đấy. Có nhiều cái nó trục trặc của anh chị em là luôn cả thợ cũng không nắm được, chỉ có những người làm nhiều năm mới biết được, tại người ta chưa đụng chạm chứ không phải ta không biết, cho nên người ta chưa biết được, cho nên đến khi gặp sự cố có thể người ta hỗ trợ của bác cũng hơi bị khó. Còn ở đây thì em đã vượt qua quá nhiều khó khăn từ nhiều mọi mặt. Mà nói về cạnh tranh thị trường thì em không có cạnh tranh rồi, em chỉ làm sao cho tốt cho quán cho em xài ấy, làm sao cho thật tốt nhất, êm nhất, nhưng mà em không hứa là giá rẻ nhất. Tại vì chọn một cái máy đẹp như thế này, gáp một cổ phát, nó kỳ công, nó trao chuốt tất cả, cái kết nước cũng vậy quá chị em. Thời gian lúc đó mình gắn kết nước ghim quá chị em, có nhiều anh em cười chê nói này nói kia đủ thứ, nói không bằng kết nước mới này kia nọ. Đến sau này người ta cũng làm như mình, người ta cũng mua kết nước ghim ta xài, do nơi kết nước đợt trước anh em ta xài bị nóng nước như thế nào đó mình không nắm, nhưng mà cuối cùng người ta cũng tìm cái nước kia người ta xài. Tại cái nước, cái nguồn cái nước kia của anh em nó rất là hiếm lắm, nó không có nhiều đâu. Không phải mà cái nước kia mà có nhiều đâu, cho nên là mình làm nhiều lắm, cho nên không, mình mua ít là không bao giờ đủ với anh em. Cho nên đó, mình muốn nói gì người ta, mình muốn kêu ngã, mình muốn cười chê thì mình đừng có làm như người ta đấy. Rồi á, mình làm những con máy 4 máy, những con máy 3 máy, 3T100, 4T88 thì có nhiều cô bác anh chị em cũng cười chê, cũng nói này kia. Rồi đến lúc anh em người ta cũng làm. Tại vì á, con máy nhỏ cô bác anh chị em, thật sự ra cô bác anh chị em chạy một vài năm đầu thì ok lắm, nhưng mà đến lúc mà nó hơi yếu dần quá chị em thì nó tệ nha. Vì thế cho nên em luôn chọn những con máy nó hơi to chút cho nó khỏe chút. Cân nặng thì có thể nó nặng hơn 1-20 kg quá chị em, nhưng mà mình xài nó bền các bạn chị em ha. Đấy rồi, cái kiểu mẫu cũng vậy, mình làm thì cũng có nhiều cô bác chị em chê kiểu xấu. Bình dầu cũng vậy, mình làm bình dầu thì cũng nhiều quá chị em chê bình dầu bự, bình dầu nặng các kiểu, mà cuối cùng thì anh em họ cũng làm theo mình. Sơn màu cũng vậy, cũng chê sơn màu cải lương, sơn màu xấu, thì cuối cùng anh em ta cũng sơn màu như của mình. Cho nên á, bên em làm không có cười ai quá chị em, không có cười ai nha, cũng không chê ai nha, chưa bao giờ nha. Một điều đặc biệt
là mình không làm giống ai, mình không làm giống người ta. Đặc biệt cái của mình là mình theo của mình. Mình sáng kiến ra cái nào hay để tốt cho bà con thì mình làm cho nó tốt, chứ mình không có làm theo người ta. Người ta đã làm rồi mà mình làm theo người ta vậy á, mình bắt chước người ta sao, đúng không? Cho nên là mình phải tạo cái thương hiệu riêng, mình phải tạo cái mà kiểu cách riêng, chứ mình không có làm như người ta, đúng không chị em? Đấy. Nói về mà vấn đề mà mình tiện quá với em thì thợ tiện quá với em thì thợ nào cũng vậy thôi à, ai cũng tiện giỏi hết. Người mà đã nói là thợ tiện rồi á thì ai tất cả ai cũng giỏi, ai cũng đều giỏi hết. Nhưng mà có một cái này quá với em, khi mình mang đồ đến cho cô bác anh chị em người ta thợ tiện á, mà thợ tiện người ta, nếu mà một anh thợ tiện nào mà có ý khéo của anh chị em thì ảnh làm rất đắt lắm. Mà mình đem cái bánh đà lại cho anh làm cho mình thì chắc có lẽ là nó phải lâu lắm lấy mới được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu như mà ảnh tiện mà đôi khi mà mình canh nó chưa chính xác quá gì em, mà nó còn dư thiếu một lô hai ly á, cái mình mang tới mang lôi mà khi mà cái bánh mà bỏ xuống bỏ lên á là nó sẽ xê chịch một, nó phải dùng sai chút xíu quá gì em, cho nên là cái sự chính xác nó sẽ không cao. Đó, cho nên là nếu như anh em mà làm cái nghề mà phát bị như thế này thì anh em nên đầu tư một cái máy tiện cho nó xịn sò chút xíu, để mình làm cho nó khỏe anh em ơi. Thì anh em lên đầu tư cái máy tiện như mình nè. Thì nay không phải mình khoe quá với em, nhưng mà mình đầu tư cái máy tiện này cũng 3 năm rồi, rất là êm đó. Cho nên là nên đầu tư một cái máy tiện để mình làm cho nó khỏe đó. Rồi mình tự làm quá với em, mình tự tiện theo cái nó vừa ý mình luôn, chứ đôi khi mình đem tới đem lui cái nó cũng khó khăn. Cũng như máy cũng vậy, máy thì mình cũng nên tập trung về thêm một số máy thì nhiều, để mà khi mà cô bác chị em gặp sự cố gì đó thì mình sẽ có một cái máy mình thay thế, mình đổi cho cô bác chị em. Như củ phát cũng vậy, củ phát thì mình phải lấy về cũng một số đó. Mình lấy về một số củ phát, nhưng cũng lấy về một số để khi mà lỡ mà sự cố mà trục trặc bánh rem là mình có tất cả những cái ruột ngắn ruột dài, cốt ngắn cốt dài của bánh rem để mình thay đổi cho bánh rem cho nó nhanh. Đấy. Thì như con máy này đó, mình cũng có là sẵn luôn, thời gian mình làm sẵn hết để khi mà cô bác chị em cần. Ở đây cũng có một vài củ hai mặt đạn, thì khi anh em cần thiết thì mình ở đây mình cũng đang lên một con V203. Đây là cái kết nước này, là kết nước gin nè cô bác chị em. Thì lúc trước mình làm thì cũng có nhiều anh em mà chê cười đồ, nói chung là nói nặng nề lắm. Thì thôi, anh em người ta nói sao nói, miễn mình làm tốt cho bà con xài được rồi, thấy không? Người máy cũng vậy nữa. Đây, như cái củ phát nè, các anh em, đây quay đây cho bà con dạ. Thì cái ruột với cái vỏ này của anh em, nó một bên nó hở là chỉ có khoảng chừng hơn nửa ly thôi, cho nên nó dễ bị chạm. Đấy. Thì quay lại cái chủ đề mà cái anh gọi anh kia anh hỏi mình mà mình chưa có trả lời đó, là hướng dẫn anh lắp ráp vô đây đó, thì sẵn đây em gửi cho anh luôn. Ví dụ như ở nhà anh đang có một cái con 4486 thì anh muốn mua củ phát nhiều KVA, em sẽ bán cho anh, em sẽ làm tất cả hết trơn luôn,
là bánh đà em làm sẵn hết nha, rồi em đấu điện đồ sẵn hết luôn cho anh luôn, là anh chỉ mang về anh gắn lắp vô thôi. Là cái phần này là em chịu trách nhiệm cho anh, em bảo hành 1 năm. Là cái phần vấn đề cọ ruột, vấn đề phía sau là bị trục trặc là em bảo hành cho anh hết. Rồi nếu như mà cô bác chị em mà đang có một con máy gì đó, bất kỳ con máy gì cô bác chị em mua, cô bác chị em nhu cầu em thì em sẽ làm sẵn hết. Cô bác chị em không có đầu trâu thì em sẽ bán đầu trâu cho cô bác chị em, là cô bác chị em chỉ về đấu vô thôi. Là cái phần sau này là em chịu trách nhiệm nha. Còn từ máy về trước của quá chị em thì quá chịu trách nhiệm, còn phần sau này em bảo hành hết. Đấy, giá thì em không có hứa quá chị em là cái giá rẻ, nhưng mà em tin chắc một điều á, là em sẽ không làm cho quá chị em thất vọng, tại vì em đã làm phát điện rất là nhiều năm, bán ra thị trường rất là nhiều, với lại em cũng chịu học hỏi nữa, em chịu học hỏi bạn bè rất là nhiều lắm, cho nên là cái học hỏi của em thì nó cũng ngang tầm với cái thời gian em làm. Cho nên là em đảm bảo cho quán chị em là em sẽ mang lại những cái sản phẩm tốt nhất cho bà con quán chị em xài, sử dụng. Đấy, thấy quán chị em? Thì em khuyên quán chị em á, là đấu phát điện, hạn chế là chế cái khứa cá lóc. Khứa đó, canh 4 phần. Đây khứa cá lóc nè. Là ở đây thì sản phẩm này em làm tại nhà luôn đấy, nói chung không nè, phải em phe của anh chị em ha, em nói cho quá chị em hiểu, em làm thì nói chung không có khéo rồi đó, nói chung là cũng bình thường chứ không phải là khéo léo gì mà phe, nhưng mà em giải thích là cho quá chị em là hiểu. Tất nhiên là cái độ chính xác của cái giữa cái này với cái này là nó sẽ không như nhau được, quá chị em chấp nhận nha, chứ không bao giờ 100% nha, nó phải có độ dung sai nhẹ nha. Cho nên là nếu cô bác chị em mà nhu cầu lắp ráp cái khứa cá lóc này thì giá nó sẽ thấp hơn chút xíu. Dưới sàn có mặt nha. Nè, lúc trước là em xài cái này nè, bây giờ em còn rất là nhiều nha. Lúc trước là em canh cái này nè, tại vì cái cốt nó dài quá chị em. Cốt nó dài, em phải canh cái này ra nó mới vừa cốt. Cho nên là bây giờ em dư rất nhiều. Cô bác chị em nào mà có cần xài là em bán lại nha, tại vì khi mình qua một cái trung gian này á, mình tiện buôn ăn hai mặt thì nó sẽ có sự dung sai nhẹ, chứ không bây giờ em cam kết là không bao giờ 100%. Đấy, đây em làm lại ba tấc mốt sẵn rồi nè, anh em mua về phan lỗ là làm thôi, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có độ dung sai nhẹ. Có cần xài cái này thì cái này á, là em canh dừa của anh em, thí dụ như con này là quá chị em xài cái đậu châu 3T phải không, là mua cái này về đúng luôn, không cần phải gì hết á, không canh gì hết á, mua về phan lỗ xong để vô đồ, là cái đầu châu để vô cái củ phát là ngay bon luôn đó, đúng luôn, là dư gáp vô xong dư nửa ly là ok đó. Con này em dư rất nhiều luôn, em lúc đó em làm là 200 vòng vậy nè, nhưng mà giờ em còn phải 6 mấy vòng. Cái dòng này có hay dòng 3 tấc 6 có nha. Này là 45 mà em vớt lại anh không nhớ nhiều. Cực lắm quá nha, làm cái dòng này cực ghê lắm nè. Đó. Cực lắm. Nhưng mà cái sự chính xác sẽ không giờ cao quá nha, có giờ lưu ý ha. Cái video này chia sẻ thì cô bác chị em là nên nghiên cứu ha, anh nói với cô bác chị em mà khi mua phát điện hoặc là cô bác chị em lắp ráp phát điện tại nhà nha, chứ nói về thợ là em không có can thiệp. Thợ là quá đỉnh rồi. Thì video này mà em lên thì em chia sẻ tất cả rồi, cũng không có dấu giếm bất cứ là cái nhiều khi cô anh chị em là bình luận nói là bình luận trên TikTok nói là giấu nghề. Ủa có gì đâu giấu, cái này mà cô anh chị em thấy bây giờ là biết bao nhiêu anh em làm, ai làm chẳng được đâu mà giấu nghề với không giấu. Mà quan trọng cái chỗ của anh chị em, mình làm giống như mình làm như mình xài là ok nha. Mình làm bất cứ một cái từ con bù lon, từ cái gì đó là mình làm giống như mình xài vậy đó là ok. Chứ mình đừng nghĩ là mình làm cho người ta xài mình không có xài. Mình làm giống như mình xài là lụm lúa, là trời cho. Trời cho là mãi mãi nha cô bác chị em. Cô bác chị em sao thì em không biết, nhưng mà riêng bản thân em là em sống nhờ trời cho thôi. Nhờ trời cho để mình có cái
cái may mắn để được cô bác chị em ủng hộ tin dùng đó. Thì cô bác chị em có thể là hỏi thăm nhiều bạn bè đã từng xài mua máy của em rồi 2-3 năm rồi, thì chắc cũng có lẽ cũng biết một phần nào. Em luôn là tạo uy tín để làm thương hiệu mình, quan trọng là cái khoảng thời gian sau đó nha em, khoảng thời gian sau này. Còn nói mà vấn đề mà giỏi á ba em, nói giỏi á thì đừng có nói, tự quá cho em, người ta sẽ nhìn thấy được, người ta sẽ chấp nhận được. Cái gì đó cũng cần phải cái sự kinh nghiệm lâu dài, cũng phải cần có cái sự tin tưởng, đúng không anh chị em? Thì video này thì em quay thì không phải em khoe khoang, hay là không phải em quay này là để là tâm sự với quá chị em, cho quá chị em hiểu về cái phát điện. Còn vấn đề máy đẹp máy xấu gì đó thì do cô bác chị em nhận định, do nơi cái kỹ thuật, do nơi sự khéo léo, do nơi cái tâm của người làm, của người bán hàng. Đấy, các quan chị em nha. Tất cả cái gì đó thì em cũng dành hết cái tâm huyết cho một cái sản phẩm của mình. Đấy, chứ không phải là thấy người ta bán nhiều rồi mình hạ giá, mình rút ruột, mình làm, mình làm cho sao cho nó rẻ để mình hạ giá với người ta, không có. Còn nói mà sạc T30 rồi T30 là C8000 vậy đó quá chị em. Nhưng mà mình nói nôm na lại như thế này nè quá chị em. Chính xác của cái bộ phát điện để sạc cho những bộ sạc pin máy bay là mình đề cập như thế này. Khi mình đưa vào ampe nó lên, mình nghe tiếng máy có nặng hay không. Đó là cái mấu chốt quan trọng. Chứ không phải mà nói là tôi làm bộ phát điện đó, tôi cho ông sạc 2 cục sạc, 3 cục sạc. Em làm cho anh bộ này sạc cục sạc C8000, chạy hơi nặng máy chút nha anh, vô hơi gỉ nhẹ nha. À nói vậy, còn anh ơi, em làm cho anh bộ này C8000 sạc vừa máy không nhẹ nha anh, vừa đủ nha anh. Nếu nhìn ghim thêm một cục nữa là hơi nặng nha, thì là một cách khác. Chứ mình không đề cập ở đây là tôi mà làm anh bộ đó là sạc 2-3 cục, không phải đâu. Không phải. Nhiều video em thường hay nói mắt mình làm gì để mình nhìn thấy sản phẩm người ta làm sao, lỗ tai mình để làm gì để nghe coi khi vô tải nó chạy làm sao, óc mình để làm gì để suy nghĩ coi một cái thương hiệu này nó đã xuất phát từ bao giờ, và nó đang làm những gì, và được bao nhiêu người mua. Đấy, đó là cái quan trọng của anh em. Quan trọng là thương hiệu này bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ lúc nào, được sự phản hồi của bà con như thế nào. Đấy, chứ mà không phải em nói ai nha. Cái video này là em nói một cái thí dụ thôi, chứ không phải là em là nói ám chỉ một người nào nha. Em không hề nói tới một người nào, tại có không có gì quan trọng đối với em để em nói. Em vẫn ra sản phẩm đều đều, dẫn ra sản phẩm mỗi ngày, em cũng làm không kịp. Cho nên là không cần thiết gì phải nói đến ai, mà cũng không cần thiết gì phải ganh tị tới ai đó, mà cũng chẳng có gì để ganh tị. Đấy đó, mình vẫn bán hàng đều đều, vẫn vừa được bà con tin dùng đều đều, chưa được sự phản hồi không hài lòng gì mình. Vì thế cho nên không cần thiết phải quan tâm đến một cái gì đó mà ở trên mạng hay là trên cộng đồng hot này kia nọ. Mình chẳng có gì là hot. Quan trọng của mình, quan trọng của mình là sản phẩm mình được bà con tin dùng lâu dài, nói đến mình thì người ta chấp nhận. Thì một lần nữa thì em cảm ơn quá chị em đã mua ủng hộ các cái sản phẩm mình em, cũng như là các cái động cơ. Thì video này có gì sai thì mong cô bác chị em bỏ qua. Nói về anh em nào cũng là tốt hết, tất cả như anh em bè bạn mua bán máy trên thị trường hay làm thợ làm thầy đều tốt hết. Ai cũng muốn là cho mình có một cái uy tín, cho nên ai cũng tốt hết. Nhưng mà cái mức độ tốt như thế nào, đó là bà con khách hàng tự nhận xét. Rồi, em cảm ơn, xin chào.